cho các bạn. Hôm nay cũng chiếc xe đặc biệt đến mình thực hiện gói bảo dưỡng full nha, gầm bệ máy động cơ hộp số này nọ. Thì chiếc này có gì đặc biệt? Con này là con mẹt E400, sử dụng động cơ V6 Twin Turbo, rất hiếm ở Việt Nam. Động cơ này sản sinh khoảng 333 mã lực tại bánh xe, rất là mạnh mẽ nha. Ở Việt Nam mình chắc đếm trên đầu ngón tay những con xe này thôi. Thì chiếc xe này vô như mình đã nói, thực hiện gói full bảo dưỡng 100.000 km. Gói này bao gồm những gì? Là mình sẽ thực hiện đầy đủ tất cả những cái hạng mục từ gầm, bệ máy, vệ sinh hệ thống thắng, cân bằng động bánh xe, cân thước lái bằng máy hành tơ, tất cả mọi thứ này nọ. Ngoài ra chiếc xe này nó còn thực hiện luôn kể cả việc thay nhớt hộp số, tại nó đã đến kỳ thay rồi các bạn. Từ lúc xe mua tới giờ chưa bao giờ thay. Hãng khuyến cáo 80.000 là phải xử lý cái chuyện này. Như các bạn đang thấy, anh kỹ thuật viên trong hình đang thực hiện công tác kiểm tra gầm. Mỗi chi tiết về gầm mình đều kiểm tra xong rồi mình báo khách hàng thôi. Khách hàng có nhu cầu sửa chữa thay thế thì mình sẽ tiến hành làm, còn không thì thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Sẵn tiện kiểm tra gầm xong thì mình cũng xả nhớt máy luôn và lắp lại cái ốc nhớt phải chuẩn chỉnh chu. Sau đó mình tiến hành thay nhớt máy. Nhớt máy mình sử dụng là nhớt MobiOne ESP. Cái ESP này nó sử dụng chuyên cho máy turbo các bạn, rất là tốt, mình sử dụng từ trước đến giờ rồi. Thay nhớt máy xong mọi thứ thì mình tiến hành thay lọc, lọc động cơ, lọc cabin này nọ, để tiến hành nổ máy và để thay nhớt hộp số nha các bạn. Máy phải nổ để thay nhớt hộp số, tại vì sao? Tại mình sử dụng công nghệ thay nhớt hộp số tuần hoàn chứ không phải là xả tràn như các bạn. Tuần hoàn thì mới thay sạch được nhớt hộp số, còn xả tràn thì chỉ thay 50%, 70% thôi. Cái công tác cuối cùng là mình sẽ cân bằng động bốn bánh, cân mâm bấm chì lại rồi cho lên máy hành tờ để cân lại thước lái cho nó chuẩn mực. Một chiếc xe như vậy là hoàn hảo và sẵn sàng phục vụ khách hàng trong quãng đường sắp tới. Cảm ơn các bạn.